Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Từ hôm nay, Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính các bạn. Từ hôm nay, Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn trong cái bức tranh quen thuộc của nhà Du Danh mà Du Danh đã chia sẻ cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy, trong cái khung cảnh ấm áp ở trong nhà, thời tiết hôm nay ở bên ngoài mưa gió rất là khủng khiếp kính thưa bạn, và những cơn tuyết rơi nặng hột. Vì vậy, Du Danh ở trong nhà chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn ngày Chủ nhật ấm áp, vui vẻ bên người thân của chúng ta. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 của năm 2024. Thì nói đến tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra khốc liệt mà tất cả các báo chí đang chạy tựa hàng đầu đề cập đến về việc sau khi Nga tập kích tên lửa siêu vượt âm mới nhất của Nga, đó là một trong loại tên lửa mà Putin đã tuyên bố là Oresny kính thưa bạn. Thì bây giờ các báo chí bình luận về tình hình hôm nay như sau, cũng như luôn cả lời Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky ông tức tốc triệu tập cuộc họp từ Bộ Quốc phòng cho đến Tham mưu trưởng Ukraine, và tình hình đang sôi động hiện nay khi Nga tấn công vào tỉnh Dnipro. Mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, thì bây giờ Tổng thống Zelensky ông cho biết, ông nói hiện nay chúng tôi đang đối tác làm việc là dưới phương Tây, từ đồng minh của Ukraine chẳng hạn như Anh, Đức, Pháp và lẫn cả Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, xin hỗ trợ hệ thống lá chắn. Vì hiện nay ở dưới tên lửa mới nhất của Nga là hệ thống Patriot cũng như luôn cả hệ thống radar chưa thể bắt được. Vì vậy là sự yêu cầu của Ukraine qua triệu tập cuộc họp mà giống lên một thông điệp về tình hình đất nước Ukraine. Nga có thể tập kích vào những ngày sắp tới nhiều hơn nữa. Vì vậy, trước tình cảnh này, theo lời Tổng thống Zelensky, ông cho biết, ông cũng gửi thông điệp đến cho Hoa Kỳ và kể cả châu Âu là hiện nay chúng tôi đang cần thiết nhất đó là hệ thống lá chắn. Hệ thống lá chắn có thể là Hoa Kỳ hay các quốc gia khác cung cấp hệ thống lá chắn tối tân hơn, chẳng hạn như Patriot cần phải nâng cấp, và yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ hệ thống lá chắn THAAD. Đây là một vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Ông triệu tập cuộc họp và nêu ra những vấn đề khó khăn, và ông ra lệnh cho từ Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng Ukraine hãy tức tốc sáng lập những hệ thống lá chắn từ hệ thống radar để bắt gặp được những trái tên lửa Oresny của Nga tấn công. Vì vậy cần thiết ngày hôm nay chúng ta phải làm mọi cách, làm mọi giá sau khi Nga tấn công tên lửa vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Cái giải pháp ngày hôm nay chúng ta phải tìm cách nào ngăn chặn, đó là theo lời Tổng thống Zelensky ông đã cho biết. Còn lại về quốc hội của Nga, của Ukraine lẽ ra đã triệu tập cuộc họp và thống nhất ngay tức khắc, nhưng về tình hình an ninh và cuộc họp quốc hội Ukraine hãy đình lại trong vài ngày tới theo những gì mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Còn lại về tin tức về tình hình chiến sự hiện tại, nói đến Tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky và kể cả tình báo Ukraine thì đã thông báo cho biết, nói trong ngày hôm qua lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của đất nước Nga, nói đến cảnh tượng hãi hùng nhất chưa từng có, mà Nga thiệt hại ở cách nặng nề, đặc biệt nhất là khu vực quân sự của Nga ở tại Tibet. Như sau, và
Máy bay không người lái đã nhấn chìm một trong kho vũ khí khổng lồ của Nga và làm cho cơn động đất 2,7 là một trong con số đáng sợ. Theo tin tức từ Nga, mà người dân của Nga cũng như luôn cả vùng địa phương lân cận chung quanh từ cách 6-7 cây số là cửa kính đã dỡ bể hoàn toàn. Nói đến về lực lượng của Nga đã bị thương cũng như con số tử vong. Con số tử vong thì không ai biết, nhưng phải nói đến là hàng trăm người đã bị thương một cách thê thảm chưa từng có. Binh sĩ của Nga nằm la liệt ở căn cứ này và yêu cầu hãy thành lập ngay bệnh viện dã chiến, vì không có bệnh viện ở địa phương không đủ để hỗ trợ cho quân đội của Nga. Theo tin tức từ tình báo Ukraine đã cho biết thì vấn đề này nếu như sao chúng ta chưa xác định được. Nga thì không có công bố về sử dụng mà máy bay không người lái của Ukraine tập kích ở Tibet. Ngược lại là tất cả các báo chí thuộc thân với Nga, trong đó có Việt Nam, cũng lặng yên, im tiếng và không nêu ra chi tiết nào về tình hình chiến sự. Còn lại thì ở tại miền đông Ukraine hôm nay, về báo chí của Nga, đặc biệt nhất là Bộ trưởng Bộ phòng của Nga đến kiểm soát ở vùng Donbass nhưng không nêu ra ở khu vực nào. Kính thưa bạn, và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã cho biết là tôi ra lệnh cho quân đội của Nga hãy tức tốc từ đây cho đến tháng 12 hãy chiếm cho bằng được ở khu vực Donbass, chẳng hạn như Poretka và Kharkov, và kể cả các khu vực khác nằm trong khu vực của Donetsk, chẳng hạn như New York và Torres. Thì nói đến khu vực này, bây giờ lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân của Nga ra đến là 4-5 cây số, và những phần đất, những khu vực mà lực lượng quân đội Ukraine đã tái chiếm lại. Vì vậy Nga muốn tấn công một cuộc đổ quân khốc liệt thì chuyện này càng hơn khó khăn hơn, theo những gì từ Bộ phòng của Nga đã công bố. Còn lại tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết trong ngày hôm qua cho đến nay ở khu vực Kharkov và kể cả Borodka cũng như tất cả các khu vực này, Nga tấn công liên tục bằng pháo, rocket và lẫn cả bộ binh. Theo tin tức từ thời tham mưu trưởng Ukraine cho biết là lực lượng của Nga đã đưa một toán biệt kích để tấn công vào thành trì của Kharkov ở cách ngoại thành rất xa, khoảng 4-5 cây số, bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó và phá hủy 4 xe bọc thép của Nga. Nga xung trận trên tới 6 chiếc, bị lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy 4 chiếc, còn 2 chiếc xuất quân bỏ chạy. Vì vậy, cuộc chiến ở khu vực Kharkov thì Nga muốn tái chiếm lại rất khó khăn, vì vừa qua Tổng thống Zelensky ông đã đến nơi đây và ông chỉ huy cho thiết lập nhiều tuyến phòng thủ để cho lực lượng quân đội Ukraine giờ có nơi nghỉ ngơi, và cũng như luôn cả khi tấn công Ukraine có thể chống trả được và tiến và lui đều được hết tất cả thành trì ở khu vực Kharkov lẫn cả Borodka. Bây giờ là nó trở thành một chiến địa khốc liệt chưa từng có. Đó là nói đến tình hình ở miền đông. Ngày hôm nay Nga cũng tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái, coi báo động gian khắp cả Ukraine, kéo dài thời gian 4 giờ đồng hồ. Sau khi đó lệnh gỡ bỏ, tức là máy bay không người lái của Nga tấn công vào các vùng ở Kharkov và luôn cả Donetsk cũng như Zaporizhia và Kherson. Thì số thiệt hại như thế nào cũng như lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ bao nhiêu thì chưa lên tiếng, kính thưa bạn. Mà nói đến Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine hầu như hàng ngày hàng giờ, không có giờ nào yên hết, mà tấn công còn nhiều hơn nữa so với thời gian trước kia. Còn lại tình hình ở tại quốc cơ, ngay bây giờ thì hầu như Nga bật vô âm tín và không có cuộc tấn công nào nói đến ở khu vực của tỉnh Kharkiv, mà lực lượng quân đội Ukraine là giành thêm được phần đất những khu vực mà nơi của Nga đang đóng quân ở ngoại thành, bị lực lượng quân đội Ukraine qua những cuộc tấn công vừa qua sau khi lực lượng quân đội Ukraine
bắt đầu nhịp nhàng và đẩy lùi lực lượng của Nga, tiến lùi ra xa hơn một vài cây số. Đó là theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông đã cho biết. Thì hiện nay, kính thưa bạn, nói đến Ukraine đang chật vật về hệ thống lá chắn, đặc biệt nhất là dưới tên lửa mới của Nga hiện nay. Vì vậy là Ukraine cần phải có thêm hệ thống lá chắn, cũng như sự yêu cầu của Tổng thống Zelensky là yêu cầu Hoa Kỳ và châu Âu hỗ trợ hệ thống lá chắn THAAD, một trong hệ thống đắt đỏ nhất chưa từng có. Nó cũng là một sản phẩm của hệ thống Patriot, kính thưa bạn. Thì hệ thống này là một trong hệ thống hỏa tiễn đánh chặn tầm xa và kể cả tấn công. Vì vậy Hoa Kỳ có cung cấp cho Ukraine hay không, điều này chúng ta không biết. Nhưng mỗi một tổ hợp hệ thống THAAD thì có thể nói là lên tới hàng tỷ đô la, chưa tính đến đạn dược. Mỗi một trái đạn đánh chặn thì theo sự kết quả mà từ Hoa Kỳ trước kia đã công bố là khoảng 200 triệu một quả đạn, kính thưa bạn. Trời, như vậy là nghĩa là rất là căng thẳng. Điều đặc biệt hơn là Ukraine cũng phải cần đến hệ thống radar. Nếu như không có hệ thống radar thì hệ thống này cũng là nằm ngủ, không có vô dụng, không giải quyết được gì trước tình cảnh này. Đó là nói đến về tình hình ở Ukraine trong 24 giờ qua. Còn lại Putin hôm nay đã gửi đến một thông điệp cho Hoa Kỳ và cả NATO. Nói đến việc Nga, vừa qua Nga đã tấn công một trái tên lửa Odinit vào thành phố của tỉnh Dnipro mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn. Thì bây giờ Putin nói gì? Putin đã gửi thông điệp đến cho NATO và Hoa Kỳ. Mục tiêu của chúng tôi tấn công vào ở đất nước Ukraine. Đây là mục tiêu thí nghiệm đầu tiên. Chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt loại tên lửa này và chúng tôi sẽ tấn công toàn diện vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và kể cả Liên minh NATO ở Ba Lan, Anh Quốc và Pháp, tất cả các mục tiêu mà chúng tôi đã cấm điểm, theo lời của ông Putin đe dọa. Thì nói đến việc mà Putin đe dọa hay là ở giới chức của Nga đe dọa, cái chuyện này nó rất cũ kỹ, nó hầu như viết nó bị chai, kính thưa bạn, cả Du Danh nghe cũng mắc chán. Bây giờ thì điểm mới hiện nay Putin đang bắn mà run sợ, tức là Putin hiện tại đã thấy được sự đoàn kết của Liên minh NATO từ Hoa Kỳ. Và tất cả những tin tức hôm nay là một trong tin tức sôi động giữa lúc NATO họp khẩn, và Putin cũng phải triệu tập cuộc họp quốc hội của Nga để tiếp tục sản xuất loại tên lửa này, một trong loại tên lửa mà Putin cho rằng sắp tới có thể gắn vào đầu đạn hạt nhân, vì đây chỉ là một trong loại biên bản mới nhất của Nga. Theo tướng lãnh của Nga tiết lộ là về thiết kế cũng như luôn cả về cơ bản và thiết lập của nó, Nga đã có sẵn. Đây không phải là mẫu tên lửa vào thời Liên Xô cũ mà là mẫu mới nhất. Những gì mà Nga đã tuyên bố thì tướng lãnh của Nga nói là một trong tướng lãnh về hưu mà trước kia ông đã từng tuyên bố nói đến Putin đùa với lửa, giỡn mặt với phương Tây. Cái hậu quả của đất nước Nga hiện nay đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất chưa từng có từ nền kinh tế, chính trị và lẫn cả quân sự. Bây giờ thì Putin điên cuồng tiếp tục để tăng tốc sản xuất tên lửa siêu dược âm Oresnitnit, thì hậu quả sắp tới rất là thê thảm. Bây giờ thì Nga mới sản xuất được 2 quả, Putin ra lệnh tức tốc hãy sản xuất ra hàng loạt. Nhưng theo báo cáo mà những gì từ Nga đã cho biết, nó đã thí nghiệm thành công thì một trái tên lửa đã bắn có thể ở mức giá của nó từ 30-40 triệu đô la. Đây là cái giá rẻ nhất của Nga, kính thưa bạn, chưa tính đến sản phẩm hay những thứ khác, rẻ nhất cũng là 30-40 triệu đô la. Nhưng Nga sản xuất được bao nhiêu quả? Bây giờ chỉ mới 2 quả. Thì bây giờ tức tốc Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt tất cả các nhà băng. Bây giờ cái nguồn kinh tế của Nga là sản xuất dầu hỏa để bán khắp nơi. Bây giờ quốc gia nào làm ăn với Nga, bất cứ theo
Ngũ Giác Đài và kể cả Quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng cho biết từ Thượng nghị viện, Hạ nghị viện đã công bố gói trừng phạt đã nêu ra và sẽ công bố trong tuần lễ này. Cái gói trừng phạt là thảm thiết nhất chưa từng có sau khi Nga tấn công bằng tên lửa siêu vật âm vào đất nước của Ukraine. Tức là gửi một thông điệp để đe dọa đến Hoa Kỳ và cả NATO. Thì cùng lúc này các quốc gia cũng gửi thông điệp đến Nga nhiều hơn nữa. Bây giờ thì Nga sản xuất được bao nhiêu? Vấn đề này không biết. Mà phải nói đến về việc báo chí bình luận về đất nước Nga thì rất nhiều. Lát nữa Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tình hình đất nước Nga sau khi Putin gửi cái thông điệp đến NATO và Hoa Kỳ là đe dọa họ sẵn sàng tấn công bằng vũ khí hạt nhân với các quốc gia phương Tây ngày hôm nay. Thì nói đến vấn đề này, nhiều chuyện diễn ra đang khốc liệt. Điều đặc biệt hơn là Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông đã tuyên bố, ông nói tình hình hiện tại là nhân lực của Nga cần phải có quân số nhiều hơn nữa. Trong năm 2025, theo ước tính, phải cần thêm 600.000 quân. Hiện tại, ngay bây giờ, với các binh sĩ của Nga, những người đã bị thương, đã trở lại chiến trường 96%. Ây cha, như vậy một què trả chỉ lôi hết trơn rồi. Còn đâu nữa, kính các bạn, nói về người Nga. Và cũng như đất nước Nga hiện nay, như lời của ông Jimmy Medvedev, ông nói là dân số đang thâm hụt và sẵn sàng những người nước ngoài để ở lại đất nước Nga và sanh con đẻ cháu dần dần. Nhiều tin tiết mà đất nước Nga đang rơi vào tình thế hỗn loạn này, theo các báo chí bình luận, là như những gì Putin đã tuyên bố thì đang châm ngòi cuộc chiến tranh để tăng thế chiến. Khi Putin đã tuyên bố rằng đây là một cuộc trả đũa giữa phương Tây và phương Tây đang trực tiếp chiến tranh chống lại Nga chứ không phải một mình Ukraine, vì hỏa tiễn Tom Sander, hỏa tiễn ATACMS là chính Hoa Kỳ và phương Tây viện trợ cho Ukraine. Vì vậy bây giờ chúng tôi xem là phương Tây và NATO tức là đối nghịch và đang tham chiến trực tiếp trong lãnh thổ đất nước Nga. Vì vậy là Putin nhấn mạnh rằng chúng tôi không có cái gì để nói, mà chúng tôi chỉ nói bằng tên lửa Onyx của chúng tôi. Đó là lời đe dọa Putin, kính thưa bạn. Putin bây giờ đang nổ quá trời quá đất. Nhưng ngược lại là theo các báo chí bình luận, chẳng hạn như tướng lãnh của Nga Yehu, ông nói là Putin đang hốt hoảng, Putin đang sợ, mới sử dụng đến lá bài cuối cùng của Putin. Bây giờ thì Ukraine, họ nói đang tăng tốc để đi săn tìm về mảnh vỡ của trái tên lửa này, thiết bị của nó. Nói về thiết bị thì bắt buộc trái tên lửa này bắn phải còn lại hậu ở phía sau từ động cơ và thiết kế dân dân. Nhưng điều đặc biệt hơn là nói cựu tướng lãnh của Nga đã tiết lộ tin tức về tên lửa mới Oryx của Nga như sau. Nói hiện nay là đầu đạn rộng, đầu đạn chỉ chứa phân nửa chất nổ, thay vì sử dụng một đầu đạn là chứa có thể là 1 tấn thuốc nổ, nhưng nó chỉ khoảng 400 hoặc 500 kg còn lại trống rỗng. Vì vậy là khi đầu đạn nó nổ thì ở trên mặt đất không có gì và kể cả ở dưới, nhưng chấn động một cách đáng sợ chưa từng có, vì đây là Nga mới thí nghiệm đầu tiên theo những gì cựu tướng lãnh của Nga đã cho biết. Và đất nước của Nga tương lai sắp tới sẽ rơi vào tình trạng có thể là bị hủy diệt nếu đi đưa đến một cuộc chiến tranh để tăng thế chiến. Ông cũng nói thêm là Putin đã hết thời. Putin hiện nay đang run sợ thì đúng hơn, vì lá bài ách chủ của Putin đã bị lộ, làm cho phương Tây đã biết được tất cả. Khi phương Tây mà đến ở tại tỉnh Dnipro thì họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nguồn lực nơi đó. Chưa gì hết thì Tổng thống Zelensky ông nói ông có tin tức mới về tên lửa của Nga bắn vào lãnh thổ đất nước Ukraine, một trong tên lửa dược âm mà chúng tôi đã có bằng chứng. Thì ông các chuyên gia quân sự từ NATO lẫn cả Hoa Kỳ đến Ukraine đang làm việc và tìm hiểu về nguyên nhân của nó dần dần. Đó là chi tiết về Nga mà các báo chí bình luận.
Còn lại ông Belarus thì Tổng thống Lukashenko hôm nay ông lại giống lên. Ông nói đệ tam thế chiến đã bước vào giai đoạn 1 và giai đoạn mà khốc liệt sẽ đến đến màn 3 cảnh 3 của nó, tồi tệ nhất chưa từng có. Những gì tôi đã nêu ra là giới thế giới nhiều lần tôi nói cảnh tượng cuộc chiến tranh ở Ukraine là dẫn đến một cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến, nhưng các quý vị không tin, không nghĩ rằng cuộc chiến đó không đó, không có, cũng chỉ vì Hoa Kỳ và NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ đất nước Nga sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến. Điều cần thiết ngày hôm nay là giai đoạn 1 vẫn còn ổn định. Giai đoạn 1 này Ukraine cần phải ngồi vào cuộc đàm phán là với Nga, ký kết giao 4 tỉnh lỵ và đảo Crimea cho Nga thì chấm dứt chiến tranh. Ấy cha, kính thưa bạn, ông Belarus ông cũng nổ theo nhịp nhàng cùng lời giới Putin. Điều này là ông Belarus ông cũng đang hốt hoảng vì Belarus đã có vũ khí hạt nhân không biết bao nhiêu trái. Điều này chúng ta không biết bao nhiêu trái quả tiễn, nhưng những gì mà tương lai sắp tới nếu như cuộc chiến bùng nổ thì Belarus sẽ là quốc gia hứng đầu tiên. Đó là một trong tin tức từ Nga, Ukraine lẫn cả Belarus. Còn lại trong Âu thì sao? Nói đầu tiên là Thủ tướng Đức, ông cho biết 800.000 quân Liên minh NATO chúng tôi trực hờ và sẵn sàng một cuộc đáp trả với Nga nếu đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Đây là cái giải pháp mà chúng tôi đã cho biết. Đặc biệt nhất là bài báo của hãng New York Times đăng tin về đề cập đến Đức lộ một bí mật nho nhỏ về 800.000 quân và thiết bị quân sự. Đức đã chuẩn bị từ lâu, tức là kể từ bắt đầu cuộc chiến Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì đã có chuẩn bị hoàn tất, hồ sơ lên tới 1.000 trang từ Liên minh NATO và châu Âu cũng như kết hợp cả Hoa Kỳ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng ở trong cái kịch bản đó. Chỉ riêng về nói đến việc xe bọc thép và xe tăng, Đức đã chuẩn bị sẵn và ở trong kho sẵn sàng, như vậy lên tới 200.000 chiếc và chuẩn bị cho kịch bản 800.000 quân của lực lượng quân đội NATO kể cả Hoa Kỳ. Và nếu như thật sự Nga tấn công vào châu Âu là một cuộc liên quân bắt đầu bùng nổ dẫn đến cuộc đệ tam thế chiến. Vì vậy bài báo New York Times đăng tin cho rằng là châu Âu đang ở trong cái tình trạng là sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga sắp tới đây. Đó là bài báo Epoch Times chia sẻ một phần tiết lộ của Đức đã nêu ra. Còn lại Tổng thư ký NATO và cũng như Ba Lan và nhiều quốc gia đang họp hôm nay nói đến đầu tuần, kính thưa bạn, thì sau khi Nga đã tấn công tên lửa thì NATO tức tốc mở cuộc họp, triệu tập cuộc họp đông đủ quần hùng, nói trên dưới khoảng 52 nguyên thủ quốc gia từ cấp bộ trưởng bộ quốc phòng, tham mưu trưởng, thì cuộc họp đã tức tốc hoàn tất. Và những cuộc họp bí mật không tiết lộ ra chi tiết, nhưng theo lời Tổng thư ký NATO, ông cho biết vào ngày 26 tháng 11 tới đây thì đích thân NATO và tham mưu trưởng liên quân từ Hoa Kỳ lẫn cả tướng lãnh NATO sẽ có cuộc họp làm việc lợi giới Ukraine từ Tổng thống Zelensky và kể cả tham mưu trưởng Ukraine và đưa ra phương hướng kế hoạch sắp tới. Và Nga sẽ làm gì? Theo lời của Tổng thư ký NATO, ông cho biết nói chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa và tạo sức mạnh cho Ukraine bằng mọi cách, mọi giá, từ hệ thống lá chắn, vũ khí, và chúng tôi sẽ nâng cấp và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Ukraine để chắc chắn bảo vệ cho người dân của Ukraine như lời Tổng thống Zelensky ông kêu gọi với phương Tây. Vì vậy sự đáp ứng của NATO sẽ làm hết sức của mình
để bảo vệ Ukraine. Theo lời Tổng thư ký NATO, ông đã tuyên bố, còn lại Thủ tướng Ba Lan và kể cả ngoại giao. Thì nói gì sau khi Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước của Ukraine bằng tên lửa mới siêu dược âm? Ba Lan nhấn mạnh một điều, tình hình hiện nay là ở trong cái giai đoạn quyết tử, một giai đoạn mà quyết định từ NATO và kể cả Ukraine. Chúng ta hãy hợp lực và sẵn sàng mọi phương án, tất cả các phương án để đối đầu với Nga và kể cả lực lượng đối phương. Ý ông muốn nói là Belarus, kính thưa bạn. Thì chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa, không phải vì một trái tên lửa này mà chúng tôi hoảng sợ, nhưng Nga phản sợ thì đúng hơn, vì Nga đã lật tẩy hết lá bài của Nga, chỉ còn duy nhất đó là vũ khí hạt nhân. Hãy nói cảm ơn Putin thì đúng hơn, để chúng tôi được khai thác tất cả các vũ khí của Nga. Bây giờ thì Nga đã hết rồi, không còn gì nữa, lá bài ẩn của Nga không có. Vì vừa qua Nga đã từng tuyên bố rất nhiều vũ khí của Nga, nhưng đây là theo lời của tướng lãnh Nga đã tuyên bố chỉ có hai trái mới thí nghiệm đầu tiên, là sản xuất được hai trái. Thì mỗi một trái thời gian của nó bao nhiêu chưa ai biết được, vì đây là bí mật của Nga. Nhưng theo ước tính từ NATO và luôn cả tướng lãnh của Hoa Kỳ khẳng định một điều là nó có thể kéo dài thời gian ít nhất là từ 3 tới 4 tháng hoàn thành một trái tên lửa Onyx này mà Putin đã tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt. Thì cùng lúc này là ở dưới chức của Pháp, đặc biệt nhất là Bộ An ninh thuộc phòng gì, cũng như luôn cả là Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, nếu chúng tôi đã bắt được hệ thống radar và tên lửa siêu dược âm của Nga đã tấn công vào thủ đô Kiev và cũng như các tỉnh thành, đặc biệt nhất là trái tên lửa này, thì chúng tôi đã bắt được radar. Vì vậy bắt đầu chúng tôi sáng lập và hệ thống radar tối tân hơn, vì đây là phải nói một trong các loại tên lửa mới mà các quốc gia đang ung để chạy theo để tham khảo cũng như tìm cách để ngăn chặn. Thì Tổng thống Ba Lan ông gửi một thông điệp, ông kêu gọi đến NATO và kể cả Hoa Kỳ, chúng ta phải có hành động ngay bây giờ, hãy ngăn chặn bước tiến của Nga và cũng như sự leo thang cuộc chiến tranh này, nếu như không sẽ dẫn đến một cuộc chiến rất là tồi tệ sắp tới. Theo lời của Tổng thống Ba Lan, ông đã tuyên bố hiện nay sau khi Putin đã đe dọa là tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Ba Lan, kính thưa bạn, bây giờ thì việc Nga mà đe dọa tấn công thì phải nói là không thể nào kể hết, hầu như ngày nào cũng có, từ ông Peskov, bà Zakharova, Lagos, kể cả Jimmy Medvedev, thì bây giờ lại đến Putin, tức là những lời đe dọa đó. Tại sao Nga phải đe dọa? Vì Nga hết bài, Nga không còn lá bài ách nào hết, mà bắt buộc Nga phải đe dọa, giờ đe dọa giờ rung. Chuyện này là thật sự, chứ không phải là nói là Nga trưng bày như vậy, Nga là ngon lành. Theo các báo chí về thân Nga thì đăng tin khoe mẽ tên lửa của Nga, nhưng ngược lại là chính cựu tướng lãnh của Nga đã tuyên bố là Putin đang hốt hoảng, đang lo sợ. Vì sao? Vì nói đến một việc mà Nga muốn tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay tên lửa vào lãnh thổ đất nước của Liên minh NATO với tất cả các quốc gia. Thì bây giờ lực lượng Liên minh NATO đã có mặt đầy cả biên giới của Nga, và cái hệ thống lá chắn của Nga là hệ thống cùi bắp. Vì vậy với tất cả các đầu đạn hạt nhân, nó sẽ lũi vào đất nước Nga bất cứ giờ phút nào. Putin hốt hoảng từ đây, tức là lá bài ách của Putin đã được phơi bày. Putin thì phe mẻ đủ cỡ, nào là tên lửa F-400, F-500, nhưng tất cả những hệ thống lá chắn đó đều là cùi bắp. Hiện nay như các bạn thấy, nói đến là hệ thống lá chắn tối tân của Hoa Kỳ, đó là hệ thống THAAD, và còn những hệ thống khác đặc biệt hơn nữa, nhưng Hoa Kỳ thì chỉ mới sử dụng
một trong cái nhỏ nhất chưa từng có, đó là hệ thống bạc tỷ giót. Nhưng còn lại với hệ thống thác của Hoa Kỳ chưa cung cấp cho quốc gia nào, mà mỗi khi Hoa Kỳ đã đặt hệ thống đó, tức là đặt trọng tâm về vấn đề phương án là đối thủ mạnh, chẳng hạn như Do Thái mà bị Iran đe dọa tấn công, thì với hệ dạng radar là nó bắt được tới 1.000 cây số, kính thưa bạn, 1.000 mục tiêu, và tất cả các mục tiêu đó đều biết được ở nơi nào, vì hệ thống này nó làm việc trực tiếp là với các đơn vị không gian. Đây là cái chỗ chết của Nga. Nga đang lo sợ phập phồng thì đúng hơn, nhưng hãy cố gắng để đe dọa cho phương Tây có thể thay đổi cục diện hay không. Nhưng ngược lại một điều là Hoa Kỳ và kể cả NATO lại không thiên giảm mà lại tăng cường sức mạnh nhiều hơn nữa, đặc biệt nhất là Anh Quốc. Anh Quốc hôm nay đã tuyên bố với lực lượng hoàng gia Anh Quốc, chúng tôi sẵn sàng tham chiến và tăng cường đội tàu hải quân của hoàng gia Anh Quốc đến ở vùng biển đen hôm nay, từ vùng biển Baltic và kể cả biển đen từ tàu ngầm hạt nhân Anh Quốc. Mà các bạn biết, nói đến đồng minh của Hoa Kỳ thì tàu ngầm từ Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đều có tiếng, đặc biệt nhất Pháp lại là có đến là hàng chục tàu ngầm tìm thị đỉnh, với những chiếc tàu đã mang tới là 16 đầu đạn hạt nhân, mỗi một cái đầu đạn hạt nhân chia thành 8 hướng. Vì vậy là sự tiêu diệt đó, đất nước Nga sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ, trong khi Nga có hai chiếc, Ukraine có hai chiếc tàu ngầm tìm thị đỉnh mang đầu đạn hạt nhân. Khi Pháp và Anh Quốc, kể cả Hoa Kỳ kết hợp, nếu như một cuộc chiến tranh để tâm thế chiến, thì phải nói đất nước bình địa đầu tiên đó là đất nước Nga, theo Anh Quốc lại nhận định. Đặc biệt nhất là với lời của Thủ tướng Anh Quốc, ông nhấn mạnh, ông nói bất cứ trên mọi giải pháp, tình hình hôm nay là chúng tôi ưu tiên hàng đầu cho lực lượng hoàng gia sẽ có mặt và trực chiến để tham chiến, và chúng tôi sẽ là đón quân dẫn đầu, và chúng tôi tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi không gì việc Putin đe dọa, gửi một thông điệp đe dọa đến Anh Quốc và kể cả căn cứ quân sự của Liên minh NATO ở Ba Lan, mà chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Đó là theo lời Thủ tướng Anh Quốc, ông đã công bố, kính thưa bạn. Thì các bạn thấy tình hình hôm nay, họ nói sau khi cái hậu mà tên lửa của Nga tấn công vào ở tại tỉnh Dnipro của Ukraine, thì tất cả các báo chí đều chạy hàng đông, và cũng như sự đe dọa đến cuộc chiến tranh để tâm tư chiến, dân dân đang thấy rõ hiện thực ngày hôm nay. Thì chúng ta không biết những ngày sắp tới ra sao, cũng như tình tiết đó, nhưng điều đặc biệt là ở châu Âu ngay bây giờ, nằm trong khối châu Âu và kể cả Liên minh NATO, thì tất cả các quốc gia bây giờ đã đồng loạt là họ đoàn kết. Kể cả ông Hungary, bây giờ ổng cũng phải là dắt dò cần cổ, ổng phải cử ra là dù rằng ổng không ủng hộ Ukraine, nhưng ổng phải đưa quân và bảo vệ. Đây là hết đường lựa chọn ở trước tình cảnh này. Thì chuyện sắp tới chúng ta không biết ra sao, nhưng tình cảnh trước mắt là đang ở trong cái tình trạng là báo động đỏ toàn cả châu Âu, kể cả Nga và Ukraine, theo những gì các báo chí bình luận về tình hình ở châu Âu hôm nay. Đó là một trong tin tức đặc biệt, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Trung Đông. Cục diện Trung Đông còn sôi động hơn nữa. Ngày hôm nay Do Thái tiếp tục oanh kích ở Liban và thậm chí khu vực thủ đô Lebanon. Phải nói là hầu như cái chỗ nào cũng bị ăn bom. Mục tiêu của Do Thái là quyết tâm xóa sổ toàn diện căn cứ quân sự của Hezbollah và kể cả kho vũ khí. Vì vậy cuộc chiến vẫn tiếp tục, như vậy là với những chiếc máy bay F-35, F-16, F-15 đang gì gầm ở trên bầu trời của Liban một cách đáng sợ chưa từng có. Mục tiêu của Do Thái bây giờ là tiếp tục tấn công
vào mục tiêu quân sự của Hezbollah. Nhưng điều đặc biệt là Do Thái tiếp tục kêu gọi người dân những mục tiêu tấn công thì đều báo động trước trong thời gian. Như vậy là từ 1 giờ đồng hồ cho đến là 1 tiếng rưỡi. Vì vậy ít thương vong hơn, mà lực lượng của Hezbollah hay phải nói đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Vì sao xảy ra tình trạng này mà lực lượng của Hezbollah rơi vào tình trạng tồi tệ? Lẽ ra người dân thì đã chạy, lực lượng Hezbollah phải chạy, nhưng không có. Vì lực lượng Hezbollah không có là bắt được thông tin, mà là lực lượng của Do Thái đã gửi nhắn tin từng người dân một. Người nào có hệ thống telephone đều nhận được những tin tức kêu gọi phải rời khỏi khu vực địa điểm mà Do Thái tấn công. Vì vậy cái số ca tử vong cũng như gì bị thương của người dân Liban giảm hơn so với những gì mà các cuộc chiến đã nổ ra, theo các báo chí chia sẻ về tình hình ở Liban. Còn lại lực lượng Hamas hiện nay như sao và đang rơi vào tình thế nào? Nói đến Hamas thì đang rơi vào tình thế bế tắc hầu như hoàn toàn, không có một phương án nào để cứu vãn tình thế của Hamas, mà có thể nói dẫn đến cái lực lượng Hamas sẽ là xóa sổ tương lai sắp tới. Với tình cảnh ngày hôm nay, còn lại Iran thì phải nói Iran bây giờ đang tiếp tục làm giàu chất uranium để sản xuất một trái bom hạt nhân. Mà theo tin tức từ Liên Hiệp Quốc và kể cả tình báo Do Thái đã cho biết là hiện nay Iran đã tăng tốc dựng thêm máy ly tâm và để bào chế ra chất uranium để tiếp tục làm giàu chất uranium sản xuất vũ khí hạt nhân. Thì Iran đã có những cái loại này chất uranium bây giờ là đã đạt được trở thành một trái bom hạt nhân, kính thưa bạn, chứ không phải là không có. Nhưng không biết là Iran đã có những nhà khoa học mà họ để sản xuất ra được trái bom hay chưa, thì điều này chưa ai xác định, cũng như chưa biết rằng là Iran có vũ khí hạt nhân hay không. Đây là những tin tức mà đang mơ hồ hôm nay. Người thì cho rằng Iran đang đắc thủ vũ khí hạt nhân, người thì nói là khả năng của Iran chưa thể sản xuất được một trái bom hạt nhân. Vì vậy là trong cái thời gian sản xuất được trái bom hạt nhân mà muốn ép đầu đạn hạt nhân gắn ở trên một trái tên lửa thì cả một vấn đề khó khăn. Đây là những gì mà người ta nêu ra. Nhưng bên cạnh đó, hiện tại các bạn biết Iran đã có hai quốc gia sẵn sàng cung cấp thiết bị và cung cấp luôn cả chuyên viên kỹ thuật để ép đầu đạn hạt nhân, đó là Nga và Bắc Triều Tiên. Mà giới ngoại giao của Bắc Triều Tiên đã nói lại với Iran thời gian vừa qua, đại sứ của Iran ở Bắc Triều Tiên thì đuổi về, nhưng ngược lại phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên thì thường xuyên đến ở đất nước Iran. Đó là những tin tức đang sôi động. Và kể cả Nga, kính ra bạn, Nga thì đứng ở phía sau, tức là luôn giật dây muốn cho cuộc chiến ở Trung Đông bùng nổ, không bao giờ muốn để cho nó là xẹp xuống. Vì nếu như bùng nổ, bắt buộc Hoa Kỳ hãy bận tay bận chân, mà Hoa Kỳ cũng có thể nhập cuộc. Đặc biệt nhất là đồng minh của Hoa Kỳ là Do Thái, bất cứ trên một phương diện là Hoa Kỳ không bỏ Do Thái. Vì vậy là nếu như Do Thái rơi vào tình trạng tồi tệ với tình hình hôm nay, bắt buộc Hoa Kỳ phải nhập cuộc. Mà nhập cuộc thì không đủ nguồn lực để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vì vậy Nga nuốt trọn Ukraine. Kế hoạch của Putin đã dàn dựng vừa qua, nhưng mà người hại thì không chết, trời hại mới chết. Putin bây giờ thì đang lún sâu vào cuộc chiến và đẩy đất nước Nga đi đến nền kinh tế sụp đổ. Nói đến về vấn đề này thì một trong bài báo Á Gặp Suýt nhận định về đất nước Nga và đồng minh của Nga đang tháo chạy, nhiều quốc gia mà rời khỏi đất nước Nga. Tại sao? Những đồng minh đã ký kết nằm trong cái khối của an ninh tập thể của Nga gửi 7 quốc gia, trong đó có Nga, thì bây giờ chỉ dọn diện còn duy nhất là ông Belarus. Tại sao họ phải bỏ chạy? Đặc biệt nhất
là họ thấy tình thế ở hôm nay ngày ngày có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh để tâm thế chiến. Mà khi để tâm thế chiến thì đồng minh phải nhập cuộc. Vì vậy là ông bỏ liền, ông bỏ chạy, ông từ chối là nằm trong cái khối liên minh ô quốc tập thể của Nga. Ông cho rằng là chẳng hạn như Uzbekistan, Kazakhstan và Azerbaijan vừa qua, và kể cả những quốc gia khác, thì họ liền bỏ chạy liền, và họ không chấp thuận điều kiện đó. Vì họ nói bây giờ tôi gặp khó khăn, dân số và vũ khí nhân lực của chúng tôi không có, nền kinh tế của tôi không thể phát triển được, vì vậy là tôi phải rời khỏi và tôi không chấp nhận nằm trong khối Nga là an ninh tập thể của Nga. Bây giờ còn lại như vậy chỉ có một mình Belarus. Putin dớ thêm thằng Putin chịu trận. Hay bây giờ kể như Iran, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga, Belarus, đó là hết. Vì vậy trong cái khối này nếu như bắt tay với nhau thì cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh để tâm thế chiến bùng nổ sắp tới, theo báo chí Ả Rập đã lên tiếng. Bây giờ bằng chứng có thấy kể cả Ả Rập Xê Út họ cũng rời khỏi Nga, với cách ông chủ dầu hỏa cũng càng tránh xa Putin, vì nếu sát nhập vào Putin trước sau gì cũng bị lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và châu Âu, tốt nhất nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Đó là báo Ả Rập Xê Út đăng tin đề cập về tình hình chính trị ở đất nước Nga cũng như các đồng minh của Nga. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình khu vực châu Á của chúng ta ra sao. Nói đến đầu tiên đó là Bắc Triều Tiên, mà bây giờ từ Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang gửi thông điệp là Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7. Ấy cha, kính thưa bạn, lần thứ 6 đã xong. Bây giờ theo tình báo Nam Hàn đã cho biết, nhìn qua hình ảnh vệ tinh thì tất cả về rằng bị để chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân đã hoàn tất và chỉ cần chờ lệnh của Kim Jong Un. Lúc đó Kim Jong Un sẽ phát lệnh để thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7. Mà cái điều mà Hoa Kỳ hôm nay lên án nói đến Kim Jong Un, kính thưa bạn, thì lên án cái thằng ủng này nó vô dụng thôi, chỉ cái thằng không sợ trời không sợ đất, thì việc lên án nó không có thành vấn đề gì hết trơn. Thật sự điều đó mà phải có cách để ngăn chặn Bắc Triều Tiên. Theo chính phủ Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh một điều, yêu cầu Hoa Kỳ hãy mạnh tay trừng phạt Bắc Triều Tiên và không để cho Bắc Triều Tiên để tiếp tục thử tên lửa và vũ khí hạt nhân. Nếu như Bắc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần này là lần thứ 7, có thể ảnh hưởng về địa chính trị và kể cả dẫn đến cuộc đề tâm thế chiến toàn diện. Vì Kim Jong Un đã bắt tay với Nga, Nga đã giao công nghệ cho Bắc Triều Tiên, một sự trao đổi mà lực lượng của Bắc Triều Tiên hiện đang có mặt tham chiến. Vì đây là mấu chốt, lại cộng thêm là Bắc Triều Tiên bây giờ đang lấy dầu hỏa của Nga, theo Liên Hợp Quốc đã cho biết vượt mức cho phép. Chỉ trong tháng 8 cho đến nay là đã là 1 triệu thùng dầu có hơn và vẫn còn tiếp tục nhập dầu từ Nga về Bắc Triều Tiên trên hai tuyến đường. Một là tuyến đường bằng tàu hỏa, hai là tuyến đường bằng tàu thủy đang tiếp tục nhập dầu thô từ Nga về Bắc Triều Tiên. Có phải đây là một cuộc chiến trao đổi? Kim Jong Un đang thiếu thốn dầu hỏa để chuẩn bị một cuộc chiến tranh sắp tới, một cuộc chiến tranh có thể nổ ra giữa Nam Bắc Triều Tiên mà Kim Jong Un đang thiếu thốn về dầu hỏa. Nếu như thiếu thốn dầu hỏa thì không thể nào cho một cuộc chiến nổ ra. Phương tiện chiến tranh, nhiên liệu là cần thiết nhất, và kể cả vũ khí. Bên cạnh đó thì quân đội của Bắc Triều Tiên đang hầm hực để chuẩn bị gửi quân tiếp cho Nga. Theo tin tức cho biết là khoảng 50.000 quân sắp tới sẽ đến ở đất nước Nga để chi viện cho quân đội của Nga, vì quân đội của Nga đang kiệt sức.
hiện nay Nga không còn quân số để tiếp tục tấn công dầu ở tại tỉnh Kursk và kể cả khu vực Đông Bắc, mà binh sĩ của Nga bị thương và lấy hút trọn vẹn bây giờ lên tới 96%, và bước đầu vào năm nay bắt đầu mở khóa huấn luyện, bây giờ thì đang gom quân theo tin tức từ Bộ Phòng Nga đã công bố. Vì vậy là Nga phải lấy quân nhiều hơn nữa, cũng như lời phát biểu của Putin vừa qua, đất nước Nga không thiếu nhân lực. Chết bao nhiêu chết cũng có người, kính thưa bạn, không thiếu nhân lực, lời của Putin đã tuyên bố. Vì vậy Bắc Triều Tiên cũng tương tự, nhân lực của Bắc Triều Tiên không thiếu, vừa qua bị Ukraine nện, tướng lãnh của Nga bị trọng thương. Và nhiều tin tức rò rỉ thì tin tức của Nga là dấu ém nhẹm. Theo tin tức từ cựu tướng lãnh của Nga đã cho biết là Kim Jong-un yêu cầu Putin không tiết lộ về việc tướng lãnh của Nga đã bị thương. Nhưng khi Kim Jong-un đã lên tiếng thì tướng lãnh của Nga đã bị phỏng vấn ở bệnh viện. Putin chưa lên tiếng là đã phỏng vấn rồi. Vì vậy là quân đội của Nga và kể cả Bắc Triều Tiên ở tại khu vực ở tỉnh Quốc và bị hỏa tiễn Tom Sawyer tập kích, chết bị thương bao nhiêu không biết, chỉ Nga báo cáo vỏn vẹn là 37 người bị thương và 18 người đã tử vong. Nhưng nhìn qua hình ảnh từ vệ tinh mà Nam Hàn đã cho biết, nó ước tính con số ít nhất cũng phải là 50 người tử vong vì nguyên một tòa nhà đã sập. Và sau khi đó Putin cho rằng đây là căn cứ ngầm và vẫn tiếp tục hoạt động trở lại. Nhà sập nhưng căn cứ ngầm ở dưới không sao. Kính thưa bạn, đó là những gì tin tức từ Hàn Quốc đã tiết lộ trong một tin sôi động ngày hôm nay về Bắc Triều Tiên. Vừa làm giàu chất uranium, vừa thử vũ khí hạt nhân, vừa dự trữ dầu hỏa để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới. Còn lại Nhật Bản cũng đang báo động, nếu như Bắc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân sắp tới đây thì người ta tin tưởng rằng ngọn núi mà Bắc Triều Tiên thử sẽ bị sụp và một cơn động đất rất mạnh có thể ảnh hưởng đến cả Nhật Bản, đất nước Nhật Bản. Thì các bạn đã biết là quốc gia nằm ở ngay cái vành đai đường núi lửa liên tục bị động đất và ảnh hưởng rất nhiều về Nhật Bản. Nhưng Bắc Triều Tiên chơi cú này là chẳng khác nào đẩy Nhật Bản đi đến đường sụp đổ về thiên tai dân dân. Đó là những gì mà người ta đã nêu ra. Còn lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc, kể cả Nhật Bản, vẫn tiếp tục những cuộc tập trận. Thời gian gần đây hầu như ngày nào tháng nào cũng đều tập trận, hết cuộc tập trận không chiến thì đến tập trận đổ bộ, tập trận hải quân, hầu như không có giờ phút nghỉ, mà lực lượng quân đội của Hàn Quốc hay ở trong cái tình thế chiến đấu theo những gì mà người ta đề cập đến khu vực châu Á hôm nay. Còn riêng về Hoa Kỳ thì một trong tướng lãnh của Hoa Kỳ lại tức tốc đến ở đảo, những đảo ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tại sao tướng lãnh của Hoa Kỳ đến đây để làm gì? Giữa lúc Trung Quốc đang đe dọa và xưng hùng xưng bá Thái Bình Dương, kể cả Ấn Độ Dương, đó là vị trí của Hoa Kỳ cho biết là tất cả các đảo khu vực này là nằm ở trong phạm vi của Hoa Kỳ và không cho phép Trung Quốc đe dọa. Những gì mà Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp, tướng lãnh Hoa Kỳ đi một vòng trên dưới 6 đảo và kể cả những đảo gần cả Úc, kính thưa bạn, đó là lời của Ngũ Giác Đài đã tuyên bố. Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ đến Philippines và hai bên ký kết quân sự. Hoa Kỳ hỗ trợ cho Philippines nói đến xuồng không người lái để tuần tra và bảo vệ ở vùng biển bãi cạn Caboro thuộc phạm vi của Philippines. Thì những chiếc xuồng tuần tra này có trang bị cả súng đại liên
12-7 là một trong dòng kiểm soát để bảo vệ tất cả khu vực này với sự điều khiển thì theo lời Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông nói hỗ trợ giúp cho hải quân của Philippines trở thành một sức mạnh, nhưng không nói là hỗ trợ bao nhiêu chiếc xuồng không người lái. Nói đến xuồng không người lái mà Hoa Kỳ đã có, hầu như tất cả các đơn vị hải quân nào ở gần của Hoa Kỳ, tàu nào cũng có từ 45 tới 6 chiếc. Mỗi một chiếc tàu chiều ngang 1,5 m, chiều dài 3 đến 6 mét. Tùy theo tàu trinh sát chỉ ngắn hơn, nhỏ hơn và không trang bị vũ khí, nhưng tàu tuần tra có trang bị vũ khí dài đến 6 mét và 8 mét với trang bị vũ khí có thể từ hỏa tiễn ở tầm ngắn và kể cả đại liên. Đó là một trong tin tức mà Hoa Kỳ đã tuyên bố hỗ trợ cho Philippines. Thì Bộ trưởng Bộ phòng Philippines cho biết nói những căn cứ đã thiết lập và chuẩn bị sắp tới sẽ hỗ trợ cho Philippines nhiều hơn nữa về mặt vũ khí khi mà những căn cứ của Hoa Kỳ đã khai trương. Đó là theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông đã lên tiếng. Còn lại về Trung Quốc, kể cả Đài Loan, thì tình hình vẫn ở trong cái khu vực bị đe dọa, đặc biệt nhất là Trung Quốc lúc nào cũng đe dọa ở khu vực quần đảo của Kim Môn và Hạ Môn. Hai khu vực này là hai trọng tâm nhất. Ngày hôm nay, kính thưa bạn, ngủ đêm sáng ngày thì hệ thống radar đã nhìn thấy rõ tàu hải cảnh của Trung Quốc lạng qua lạng lợi và bắt đầu bước vào cuộc đe dọa là giới Đài Loan. Đài Loan bắt buộc phải cho hải cảnh và kể cả hải quân để dân ở bên ngoài bảo vệ vùng biển của mình. Tình hình hiện nay Đài Loan, tức là Trung Quốc, còn đe dọa nhiều hơn nữa theo những gì mà người ta đã nêu ra về Trung Quốc và Nga bây giờ. Tức là Trung Quốc tiếp tục lên dặm để kêu gọi tiếp tục đàm phán, chấm dứt, đừng đi quá manh động, đừng nôn nóng để rồi dẫn đến một cuộc chiến tranh để tâm thế chiến mà không thể ai đón và ngờ trước được. Vì vậy, giữa Hoa Kỳ và cũng như NATO, Ukraine và Nga cần phải ngược kiềm chế và ngồi lại việc đàm phán giữa hai bên. Trung Quốc vẫn dàn sẵn sàng đứng ra một vai trò để đàm phán. Theo lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố, thời gian gần đây các bạn biết nói đến chuyến đi của Tập Cận Bình, thì bây giờ không biết Tập Cận Bình đến Nga hay chưa và hầu như không có tin tức tiết lộ nào về Tập Cận Bình. Nhưng trong cái chuyến đi của Tập Cận Bình thời gian 9 ngày mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố là Tập Cận Bình sẽ đến đất nước Nga và gặp Putin với ký kết nhiều văn kiện, thì bây giờ tương lai sắp tới nói về Trung Quốc và Nga, theo báo chí đã bình luận, đặc biệt nhất là với báo của Nam Hàn và Nhật Bản, bình luận cho rằng nếu như Trung Quốc không giúp đỡ cho Putin thì chắc chắn một điều, trong vòng 2 tháng Putin phải rút quân vì không có đường lựa chọn. Mà Trung Quốc thì không muốn, vì đây là cái nguồn lợi béo bở. Trung Quốc chờ cho im chuyện, bắt đầu Trung Quốc sẽ đòi nợ Putin để làm gì? Lấy hai tỉnh lỵ mà Putin đã cướp lấy vào thời kỳ đệ nhị thế chiến của đất nước Trung Quốc, và cũng có thể mở ra một cuộc chiến tranh đi đến đó là tấn công Đài Loan. Cái phương án Tập Cận Bình rất là ghê gớm. Vì vậy, về mặt kinh tế là Trung Quốc dần dần sẽ nuốt trọn đất nước Nga với ở sàn kinh tế đất nước Nga. Nga không còn chân lớn. Bây giờ Nga đã nợ cùng mình và cũng như kinh tế của Nga bị suy sụp, mà tất cả đứng ở phía sau là Trung Quốc thâu tóm. Điều này chắc chắn các bạn có thấy không biết bao nhiêu quốc gia đã bị Trung Quốc thâu tóm và bị phá sản, chẳng hạn như ở Sri Lanka vừa qua. Và bây giờ cái hậu quả đó Sri Lanka chưa thể nghĩ rằng là dứt dậy được nền kinh tế, mà đất nước của Sri Lanka
sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất chưa từng có. Người dân của Nga bây giờ đang chạy loạn khắp nơi, từ khu vực châu Á và cho đến Hoa Kỳ, kể cả châu Âu, hầu như chỗ nào cũng có, đặc biệt nhất là với các quốc gia ở vùng Nam Mỹ, thì đều có người Nga có mặt nơi đây. Vì họ chạy, họ không còn đường lựa chọn, họ phải chạy kiếm sống, kiếm ăn để tránh cuộc chiến tranh này, để tránh đi cái việc mà đổ xương máu vô ích, họ hãy chết đi thế mạng cho Putin. Vì vậy đất nước Nga đang rơi vào tình trạng là kinh tế khó khăn, không có người lao động. Nhiều chuyện ở đất nước Nga người ta đang mô tả hôm nay là cảnh tượng hải hùng, mà Trung Quốc là người có lợi nhất. Nói đến người dân Trung Quốc hiện đang làm ăn ở đất nước Nga bây giờ là họ có thể nói giống như là ông chủ lớn với người dân Nga. Họ ra lệnh cho người Nga làm cái này, làm cái kia, và thậm chí có những lời lẽ mà thô tục chưa từng có. Nói đến người Trung Quốc, mà vấn đề này vô danh tin tưởng, vì người Trung Quốc khi họ đến đất nước của mình, vào buổi ban đầu họ mộp mộp dạ dạ, họ chỉ là một cái người kiếm cơm qua ngày. Nhưng khi họ phất cờ có mùi tanh tanh tiền bạc thì nó là trở thành ông chủ ở với người Trung Quốc. Đó là chuyện hiển nhiên, chúng ta cứ nhìn thấy ở Việt Nam thì chúng ta đã biết. Nói đến về đất nước Trung Quốc và Nga hiện nay, đó là tin tức về khu vực châu Á. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Việt Nam chúng ta. Nói đến Việt Nam, kính thưa bạn, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm nay công bố nói đến việc khen thưởng ở cấp sĩ quan và sĩ quan hiện dịch. Hôm nay là tăng trưởng thưởng với những sĩ quan làm tròn nhiệm vụ, làm tròn chức trách của mình, lên tới là 8% khen thưởng. Ây cha, kính thưa bạn, mà chưa có nghe nói là có huy chương lao động anh hùng hạng nhất, hạng hai, hạng ba. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam hay chơi cái trò là hãy hở ra vấn đề gì là phong trào thi đua anh hùng lao động vân vân. Vì vậy là gửi cấp sĩ quan của Nga, của Việt Nam bây giờ là đang một cuộc chạy đua để giành chức khen thưởng bằng khen, giấy khen về dán ở trên tường. Nhưng sau khi về hưu bị cướp đất, cướp nhà, cướp cửa thì mang huy chương bằng gương ra để ở trên đường để phô trương, đòi hỏi trả lợi, có trả kỹ khô thì đâu giật luôn, kính bạn. Còn lại nói việc 6 chiếc máy bay huấn luyện Việt Nam mua từ Hoa Kỳ, đó là T-6C, kính các bạn. Thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam nổ, trời ơi nổ, banh chành luôn. Không biết, thấy không? Nó có cái kiểu mà ở chính sách cái tre đó, của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, là như thế nào, vô danh không biết. Nói rằng là những phi công của Việt Nam bay thử ở tại Sân Bay nhất, nó leo dốc là với máy bay cánh quạt, mà leo dốc đến 1,5 cây, 1,8 cây, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, huấn luyện rất là ngon lành, ngon mắt, và hãy nói giỏi và hay nhất, hơn cả ở nhà máy bay huấn luyện của Nga, đó là Yaka-130 rớt vừa qua. Đang khen nức nở với chiếc máy bay huấn luyện hai động cơ ở nhà hai chỗ ngồi, kính các bạn. Thì nói đến dòng máy bay huấn luyện của Hoa Kỳ đã thiết kế nhiều lần vừa qua, Hoa Kỳ có nhiều máy bay huấn luyện nhưng chọn nhất đó là loại này. Tại sao? Giờ tiện lợi, giờ thao tác để cho các sĩ quan không quân với người pilot được dễ dàng và học nhanh hơn cũng như dễ dàng hơn. Vì hệ thống ở trên chiếc máy bay huấn luyện T-6 này nó có đầy đủ tất cả, và thiết bị của nó dù rằng nó không hiện đại giống như máy bay chiến đấu F-35, F-16, F-15 hay là F-22, nhưng nó là đầy đủ thiết bị. Vì vậy là giới sĩ quan pilot của Việt Nam trào dở khen nức nở, quá trời quá đất đã rồi. Chiến này phi công của Việt Nam có thể trở thành là giống như một con diều ở trên trên không, và thao tác để sử dụng tác chiến từ Su-27, Su-30 cũng như Mi-21
ở Su-21 và Su-22, kính thưa bạn, nói về không quân Việt Nam. Thì giữa những máy bay của Việt Nam đang cũ kỹ, mà Việt Nam đang gần như bọn ngày hôm nay, sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu bùng nổ, lệnh trừng phạt cấm vận, và bây giờ tức là máy bay của Việt Nam, máy bay chiến đấu Su-27, Su-30, Su-22, Su-21 bây giờ đang chạy đua để tìm kiếm phụ tùng, vì Nga không có phụ tùng để cung cấp, mà Nga phải dự trữ và không bán nữa. Vì vậy Việt Nam đang hốt hoảng về vũ khí của Nga, cũng như kể cả những thiết bị khác của Nga, trong đó có hệ thống radar, vân vân. Việt Nam bây giờ cần phải chạy đua, một cuộc đua vũ trang, mua vũ khí từ phương Tây. Nhiều quốc gia bây giờ Việt Nam đang trưng bày sắp tới là với Ấn Độ, qua những cuộc tập trận với Ấn Độ thời gian 18 ngày vừa qua, về tập trận máy bay không người lái, không chiến cũng như hải quân vân vân. Việt Nam bây giờ đâu có dám đụng tới Putin nữa, đụng tới Putin là trước sau gì thì cũng dính chóng. Đó là những tin tức Việt Nam hôm nay, kính thưa bạn. Dân thì du danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của du danh. Du danh xin kính chúc sức khỏe các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.